các bạn. Hôm nay các bạn có khỏe không? Các bạn có biết đằng sau cô Thừa là cái gì không? Cây khế. Đó, hôm nay cô Thừa sẽ nấu một món ăn nữa. Về khế, nấu một món ăn với khế. Đó, cho nên cô Thừa phải đứng dưới gốc khế. Đó, chứng minh rõ ràng phải không các bạn? Đây, cho các bạn xem này. Đó, gốc khế nó là... Bây giờ đang là mùa khế. Đấy, cho nên cô Thừa phải tận dụng nó, chế biến những món ăn về khế để mình thưởng thức những cách nấu khác nhau. Và các bạn sẽ thấy cô Thừa nấu những món ăn khác nhau về khế. Cô Thừa sẽ tận dụng cây khế ở nhà này, đang là mùa khế, nấu nó theo nó suốt mùa khế. À, chế biến những cái món ăn à, không những là món ăn mặn mà còn món ăn ngọt rồi sinh tố đủ thứ đấy. Rồi các bạn cũng sẽ vào nhà cô Thừa để xem những món ăn về khế nhé. Vào hôm nay thì cô Thừa sẽ kho một nồi cá có khế, nhưng mà hôm nay kho có nước nhiều. À, nước gọi là có nước để chan ăn cơm. Rồi mời các bạn đi vào bếp để xem cái nồi cá của Thừa đang kho trong đó nó như thế nào nha. Rồi mời các bạn cùng đi. Rồi bây giờ cho các bạn xem nha. Này đó, cái nồi cá này hồi nãy giờ là cô Thừa kho. Rồi giao cho ông Táo đi vô tư. Cách nấu như vậy để các bạn, cho người bận rộn. Nói chung là nấu như vậy cho nó khỏi tốn bớt thời gian để mình luôn ở bên nó, mình không cần ở bên nó. Đó, đầu tiên là cô Thừa sắc khế như thế này. Đó, khế hai vô. Đó, rửa sạch rồi cắt gọt cạnh, rồi cắt như thế này, hình ngôi sao rất là đẹp phải không các bạn. Đó, rồi cá làm sạch. Đó, hôm nay nhà cô Thừa có cá đây, chỉ có 3 con cá thôi các bạn. Đó. Rồi cô Thừa bỏ vô trong cái son này, bắt đầu bỏ chung vô hết, chế nào là mắm rồi bột nêm rồi ớt. Đó. Rồi thêm chút muối, chút đường, nói chung là tất cả các gia vị. Đó, bỏ vào đây. Có cà chua này các bạn, có một trái cà chua mà nó nát bem hết rồi, màu hồng hồng đó các bạn. Đó, lên rồi Thừa cho lên bếp. À, nhấm lửa lên, đun lên cho nó bắt đầu nó sôi, nó nóng lên, nó đầu mình trộn. Đó, trộn nhẹ nhàng hết cho nó săn một chút, xong rồi chế nước chín, nước đun sôi vô. Nhưng hồi nãy làm cô Thừa không có quay vì là không có nghĩ ra là mình là chia sẻ cái này. Đó, nhưng thấy cái này nó lạ hơn mỗi lần. Chế ngập nước ra đây, bây giờ rắc xuống nhà này các bạn. Rồi bây giờ cô Thừa nêm nếm nè, coi thử nó ra sao. Hôm nay không có kho khô mà kho nước như thế này để chan. Bây giờ nếm ha. Ngon lắm các bạn. Vừa rồi, nó ngọt. Nó ngọt của khế rất là ngon các bạn. Nhật nước này mà chan cơm ăn thì tuyệt vời. Đó, nè, khế này. Khế bây giờ nó mềm, nó thấm ra rất là ngon. Giờ còn thử một miếng ha. Khế bây giờ thấm rồi các bạn, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, nói chung là ăn rất là ngon. Rồi bây giờ múc ra, bây giờ đem lên. Rồi múc ra để chuẩn bị ăn cơm ha. Rồi đã nắp lại cho nó nóng. Đấy, bây giờ là không có đun nữa, xong rồi đó. Rồi bắt đầu ăn cơm các bạn ơi.
nó hơi có cái con đây xâm phạm vô, cái con nó bay bay. Rồi bây giờ bữa nay ăn cuộc sống ba món dưa leo, cũng là cứ đơn giản chấm vậy các bạn. Đó, dưa leo tới cà chua. Ăn rất đơn giản. Vô tới khế các bạn ơi. Khế vừa chín. Khế vừa chín là sắc. Nó hình ngôi sao rất đẹp phải không các bạn? Vậy bữa ăn này cũng nhiều món nữa chứ, ba món rồi. Một dĩa này là đã ba món rồi. Đó, ở quê là vậy các bạn, rất đơn giản, có gì ăn đó. Lúc chỉ có một trái dưa leo chấm mắm cũng xong một bữa cơm rồi các bạn. Rồi đây là một dĩa. Thấy đủ thứ đẹp không? Vàng trắng đỏ ha. Rồi bây giờ lại múc cá đây các bạn. Món cá kho khế, kho có nước rồi các bạn. Nước úp nước hai can này, nước hai các bạn. Đó. Đây cho nó nhiều một chút. Đó. Wow, vậy là cắt gọt xong hết rồi các bạn. Giờ mời các bạn ăn cơm nha. Đầu tiên là ăn dưa leo. Dưa leo chấm. Ngon lắm các bạn. Leo chấm với nước. Nước chấm đây là nước. Nước chấm bắt cái nước khế ra làm mình thế chanh rất là ngon các bạn. Nó ngọt dịu không phải nó gắt như chanh. Đây miếng khế. Miếng khế hình ngôi sao đẹp các bạn. Các bạn có để ý không? Thừa để ý đa số là trái khế nó có 5 cánh, 5 múi, mình cắt thành 5 cánh. Nó chỉ lộn 1, 2 trái là nó 6 cánh. Đa số là 5 cánh các bạn. Khế này là khế ngọt, vị chua rất là ít. Mình chấm vô đây nó có chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Nhưng rất là ngon. Bây giờ nhậu thừa có cây khế, đang là mùa khế, mùa nắng nó rất là ngọt. Và bây giờ phải tận dụng, phải lạm dụng cây khế này mới được. Chứ để nó qua mùa rồi là đâu có đâu. Ra chỉ thấy là lá thôi. Mấy qua mùa rồi nó trái mùa nó cũng có, mà rất là ít đó. Nó cũng có 1-2 trái, quanh năm nó cũng có, nó đầu 1-2 trái, 2-3 trái vậy đó. Cũng có suốt nhưng mà nó không ăn ngon. Nó chát.
Wow, giờ tới ăn khế kho nha các bạn. Mình kho mình sắc dày hơn chút, sắc khoảng dày khoảng 0,5 cm. Ngon. Bây giờ miếng khế nó mềm mềm mà nó mặn mặn ngọt ngọt sao ngon lắm các bạn ơi. Trước tới giờ nhà cái cây khế chứ không có khi nào mà kho hết á, chỉ có hái một hai trái mua nó canh chua đó, canh chua thì thường xuyên nó canh chua với các loại rau kia á. Nhưng lần này tôi lại nấu kho, bữa hôm vô tình mình làm gọi làm giải sầu cho cái nồi cá cơm kho bị mặn, cứ nghĩ là bỏ hái bỏ vô vậy để cho nó chống mặn như vậy, cái này vị khế nó có vị chua vị ngọt nhưng mà không ngờ nó ngon lắm các bạn. Rồi đâu nào đâu để ý vô nha, bây giờ để ý là kho ngon á, từ bây giờ bữa bây giờ là kho nước thừa kho khô, nhưng hôm nay kho nước có cái nước để chan. Thế nó có nhiều vitamin, giờ mình chan nước. Chan nước thử ăn, ăn cá. Bây giờ cá bỏ ra giữa đây, gấp cho không xương. Miếng cá nó cũng có vị ngọt 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 của khế. Ngon lắm ạ. Rất đơn giản, nấu rất đơn giản, cứ bắt bỏ tắt từng tật cho trong mấy son rồi bắt đầu nấu thôi, bỏ một lượt tất cả các thứ dồn vô, bỏ một lượt gia vị, bỏ vô nãy có thừa có nói rồi đó. Rồi rồi riu 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 lửa bếp ga hay bếp củi hay là than cũng vậy, cũng riu riu để cho nó riu 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 riu, kho cá mà riu 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 nó ngon hơn. Thôi cô thưa tạm dừng clip ở đây chứ cứ nói nhảm hoài chứ các bạn cũng chán. Nếu thích video các bạn nhớ like, comment và đăng ký ủng hộ cô thưa nhé. Bye bye, cảm ơn các bạn rất nhiều.